7 loại cảnh giới của thành công trong một giọt nước. Thứ nhất, băng tuy là nước, nhưng so với nước lại cứng rắn gấp trăm lần. Càng trong hoàn cảnh giá lạnh khắc nghiệt, nó lại càng thể hiện ra đặc tính vững chắc như sắt thép của mình. Đây là loại cảnh giới thứ nhất của thành công trong cuộc đời: ý chí kiên cường. Thứ hai, nước hóa thành hơi. Hơi là vô hình. Nếu hơi tụ trong một phạm vi nhất định, sẽ tạo ra lực rất lớn, động lực vô cùng. Đây là loại cảnh giới thứ hai của thành công trong cuộc đời: tụ khí sinh tài. Thứ ba, nước làm sạch vạn vật. Cho dù vật bẩn như thế nào trên thế gian này, nước đều mở rộng lòng mình tiếp nhận mà không oán hận. Sau đó, từ từ tự mình làm sạch. Đây là loại cảnh giới thứ ba của thành công trong cuộc đời: bao dung và tiếp nhận. Thứ tư, nước nhìn như không có lực, chảy xuôi từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Khi gặp vật cản, nó kiên nhẫn vô cùng. Nếu gặp phải hòn đá, nước sẽ làm mài mòn hòn đá ấy. Đây là loại cảnh giới thứ tư của thành công trong cuộc đời: lấy nhu thắng cương. Thứ năm, nước có thể dâng cao, cũng có thể hạ xuống thấp. Khi ở trên cao, nước hóa thành mây mù, ở dưới thấp lại hóa thành mưa và sương. Nhiều giọt nước nhỏ hội tụ lại thành sông, chảy từ cao xuống thấp. Đây là loại cảnh giới thứ năm của thành công trong cuộc đời: co được, giãn được. Thứ sáu, nước mặc dù là lạnh nhưng lại có một tấm lòng lương thiện. Nó không tranh, không đấu, còn nuôi sống vạn vật trên thế gian, nhưng lại không đòi báo đáp. Đây là loại cảnh giới thứ sáu của thành công trong cuộc đời: nuôi dưỡng thiên hạ. Thứ bảy, sương mù nhìn như mờ ảo, nhưng lại có thân thể tự do nhất. Nó có thể kết thành mưa mà hóa thành hình ảnh giọt nước, và lại có thể tán ra thành vô ảnh lơ lửng giữa đất trời. Đây là loại cảnh giới thứ bảy trong đời của người thành công: công thành thân thoái. Nhân tâm như nước là như vậy. Nguồn Bizbooks. Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để những điều tuyệt vời như vậy tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.